Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một vị tướng pháp sư chủ lực đường giữa, đó chính là vị tướng Vega Dimitri. Thì cái vị tướng này, cái phần rất là quan trọng đó chính là cái phần trang bị, nên là mọi người phải theo dõi kỹ cái phần trang bị giúp mình nha. Cái thứ nhất, mình sẽ đi vào cái bảng ngọc. Vị tướng này á thì mình sẽ lên ngọc sát thương cho vị tướng này cao, thì sẽ giúp cho vị tướng này tăng cái sát thương hơn, đồng thời cũng lên tốc đánh tốc chạy để tăng cái độ cơ động, bù đắp được cái nhược điểm cho vị tướng này nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào 10 viên ngọc đỏ chơi Vega trước. 10 viên ngọc đỏ thì mình sẽ là công phép và xin giáp phép cho mọi người. 10 viên. Còn ngọc xanh thì mình sẽ là 10 viên xin giáp phép và tốc đánh. Ngọc tím thì mình sẽ lên tốc đánh và tốc chạy là 10 viên nha. Thì đây là cái phần bản ngọc cho Vega. Bản ngọc này sẽ giúp cái sát thương của vị tướng này nó tăng lên nhờ cái phần xin giáp phép và công phép, và giúp được vị tướng này cái độ cơ động nó sẽ tốt hơn nhờ mình lên ngọc tím 10 viên tốc đánh tốc chạy đó. Và cái phần rất là quan trọng đó chính là cái phần trang bị cho vị tướng này. Đầu tiên á, thì mình sẽ lên chiếc giày phù thủy cho vị tướng này nha. Nếu mà gặp tem bạn là bọc lên hình chuẩn, còn nếu mọi người thấy tem bạn mà mới vô mà sát thương phát thần mạnh nhiều á thì hãy lên giày kiên cường đó. Món thứ hai mình sẽ lên cái chuyện bùng nổ. Món này là giống như là cốt lõi luôn, không thể thiếu luôn. Món thứ ba mình sẽ lên cái dương niệm hay kết nha mọi người. Và món thứ tư mình sẽ lên cái chuyện hổ mang. Và cái món thứ năm mình sẽ lên một cái quả cầu băng xương nè. Cuối cùng là cái sát thánh. Đây là cái trang bị khi gặp tem bạn á, là một đội hình chuẩn, nó đồng đều giữa sát thương vật lý và sát thương phép thuật. Còn nếu mà mọi người gặp tem bạn á, có những cái vị tướng á mà khả năng hồi phục tốt á, thì mọi người lên cho mình sẽ loại bỏ cái sát thánh đi, loại bỏ nha mọi người. Để mình lên đây nè, đó, mình loại bỏ cái sát thánh là món cuối cùng, rồi mình lên cái món thứ ba chính là cái sách chi hồn, rồi sau đó mình lên dư điểm kết, rồi viện trưởng nè, quả cầu băng xương nè, có thể lên quả cầu băng xương sớm hơn cái viện trưởng cũng được nha, tùy vào tình hình tem. Đây là cái trang bị khi gặp tem bạn có những cái tướng mà khả năng hồi phục tốt á. Còn nếu mà gặp tem bạn mà sát thương vật lý mạnh á thì hãy lên cái mặt nạ Magic thế cho cái sách chi hồn nha. Còn ngược lại nữa, nếu mà gặp tem bạn á có cái nguồn sát thương phép thuật mạnh á thì mình lên cái vô điểm hay kết trước. Cái mặt nạ Magic thì mình không có lên, mình lên cái chuyên cho em món thứ tư đó. Bởi vì cái phần trang bị rất là quan trọng nên là mọi người xem kỹ, lên đúng cái phần trang bị thì chơi nó mới ok được nha mọi người. Rồi tiếp theo là cái phần cuối cùng, nó là cái phần phù hiệu cho vị tướng Vega. Thì phù hiệu cho vị tướng này nó có hai cái, một là ma chú, hai là thần quan. Cái ma chú là cái sẽ dồn sát thương, còn cái thần quan là cái cấu ghẻ. Thì hai cái này tùy theo cách chơi của mọi người, mọi người có thể dùng cái nào cũng được nha. Thì mình sẽ chia sẻ cái phù hiệu ma chú cho mọi người. Đầu tiên đây hiểu ma chú nha, thằng quen ở đây mình sẽ chọn cái tương phản nha mọi người. Bên đây mình chọn cái xuyên tâm, ở đây mình chọn cái thằng quen, dưới đây mình sẽ chọn cái ma quả, và ở đây mình sẽ chọn cái cường công đó. Cái hiệu này là cái hiệu cấu ghĩa nha. Còn nếu mà mọi người chơi cái phù hiệu mà dòm sát thương á thì mình sẽ sửa lại, thì cái nào cũng được. Mình thấy cái dòm sát thương hay là cái thằng quen thì cái nào cũng được, một cái cấu ghĩa, một cái dòm sát thương nha. Mình sẽ sửa lại đây màu đỏ nè, chỗ này là tiếp theo mình sẽ chọn cái ma quả, bên đây mình chọn cái cường công, ở đây mình chọn cái ma chú, dưới đây là mình chọn cái màu vàng nha mọi người. Còn ở đây mình chọn cái tương phản, ở đây mình chọn màu vàng, ở đây mình chọn xuyên tâm. Đây là cái hiệu dồn sát thương cho Vega nha. Thì cái phần này rất là quan trọng, đó chính là cái phần phù hiệu trang bị á, trang bị cực kỳ là quan trọng nên là mọi người xem kỹ nha. Rồi mình xin kết thúc cái vị tướng này ở đây. Thì mọi người muốn làm vị tướng nào á thì hãy like comment bên dưới, mình sẽ làm theo cầu của tất cả mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người.